Okay, xin chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người đây là một combo sâu cạc K900 và chiếc mic DA686, một trong những dòng mic 5V hút nhất hiện nay mọi người nhé. Trên chiếc sâu cạc này có rất là nhiều hiệu ứng mọi người nhé. Đấy, nhiều lắm mọi người ạ. Ấn thoải mái nhé. Đấy, có cả chế độ giả giọng trẻ con này. Giả giọng trẻ con này. Giả giọng chị em phụ nữ này. Giả giọng đàn ông này. Đó, ok. Khi nào chúng ta hát thì chúng ta lại ấn về nút karaoke mọi người nhá. Sau đây em sẽ test nhanh một ca khúc cùng xem âm thanh bộ này sẽ như thế nào mọi người nhá. Tăng độ vang ở đây nha. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau. Từng nụ hôn ta trao khi đó biết giờ nơi nào. Thôi nhé em tình trôi vào dĩ vãng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình ngay. Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu luôn còn, một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa, và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn, giọt tình rơi bên yên ôm lấy con tim ưu phiền. Hãy xóa hết từng bàn chân em qua, đừng có nuôi tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình anh lang thang miền ca trắng mình ơi. Đó, vừa rồi em vừa test nhanh combo sâu cạc K900 và chiếc mic DA686. Đó, cầm rất là đầm tay mọi người nhé. Anh chị em nào thích bộ này ấn tay ngay vào giỏ hàng màu vàng bên trái để xem sản phẩm và chốt đơn mọi người nhé.